Em cũng quen cũng 2-3 mối tình gì đó, nhưng mà đa số là tình yêu sét đánh không à. Ra gặp nhau cái kịch kịch cái là yêu à. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi đầu tiên chúng ta bước ra sân khấu. À, chào em tên là gì? Chào chị Cotton, chào anh Quỳnh Linh. Em tên là Bé, hay gọi là Baby á. Em 24 tuổi, là nhân viên văn phòng. Bé, tình rất là ấn tượng ha. Xin mời chàng trai xuất hiện. À, xin chào. Chào bạn. Chàng trai bên đây là... Em xin tự giới thiệu, em tên là Tường. Tường, bé dạ. Tường. Bao nhiêu tuổi? Em năm nay 25 tuổi. 25 tuổi, dạ. Bạn làm nghề gì? Dạ, hiện em là chuyên viên nghiên cứu phát triển của công ty cổ phần bón Bình Điền. Cái gì mà dạ. Ơi, không có nghe kịp. Phát dạ. triển, dạ. Nghiên cứu về phân bón. Dạ, đúng ạ. Trong công ty bạn chắc nhiều bạn nữ lắm mà sao không có quen mà đi đến chương trình bạn muốn hẹn hò? Do là nhà em trồng ngò nhiều quá. Dân gian ta có câu là thọ tai mà mất cọng ngò, thương em đứt ruột, giả đòn ngó lơ. Em không biết tại sao nhưng mà khi thấy bạn nữ mà có cảm giác thích lại cứ lại ngó lơ. Ngại đúng không? Dạ. Không dám nói. Bé nè. Dạ. Nhìn thấy em thì rất là năng động nè, rồi trẻ trung nữa, mà tại sao mình phải cần nhờ tới chương trình ha? Thì em chắc cũng phải nhờ chị Cát Tường tư vấn cho em thôi, chứ không biết hiểu sao em trong em thì em nhìn trong gương thì em nhìn cũng được đó. Rất được. Nói chuyện thì rất là hài hước, vui vẻ. Mà không hiểu sao em không có lọt vào mắt xanh của bạn nam hay sao. hình như các bạn nam thích những người dịu dàng hơn, những người tóc dài hơn á. Em thì hầu như là không có để tóc dài đâu. Mà từ hồi nhỏ lớn là mình có để tóc dài bao giờ dạ, chưa? Em để tóc ngắn thôi. Tóc ngắn từ đó đến dạ, giờ dạ. Nhưng mà là em chưa quen với ai hết. Nói thật sự là em chưa quen ai. Từ đó giờ chưa quen ai hết luôn. Dạ chưa. Thì là chưa có nắm chưa, tay. Chưa gì đúng rồi. Ồ, trong trắng trinh nguyên luôn. Còn nguyên luôn. Còn nguyên luôn nha anh Linh ơi. Dạ, hấp dẫn nha. Ê, bạn trai thấy sao? Bạn gái bên kia chưa quen ai hết, chưa có mối tình nào hết, còn bạn thì sao? Thật ra thì em cũng quen cũng 2-3 mối tình gì đó, nhưng mà đa số là tình yêu sét đánh không à. Ra gặp nhau cái kịch kịch cái là yêu à. Kịch kịch yêu hả? Là vô tình đi trên xe xe buýt hay gì đó, rồi tụi em chỉ gặp nhau, nhìn nhau rồi tự nhiên yêu luôn. Yêu luôn. Tôi xin hỏi bạn, bạn thích phụ nữ tóc dài hay tóc ngắn? Thích một bạn nữ có mái tóc dài, đặc biệt là thắt cái bím. Em không hiểu tại sao nhưng mà thấy bạn gái mà thắt cái bím là tự nhiên em thích liền. Thích liền. Nhưng mà bây giờ chị nghĩ là nếu như mà tóc nó cũng đâu quan trọng đâu em. Bây giờ em gặp cái đối tượng đó, tính tình người ta tốt, người ta phù hợp với mình, thì chị nghĩ tóc dài hay tóc ngắn nó không có quan trọng. Dạ, quan trọng với em á thì người phụ nữ là phải đặc biệt là thích ăn hàng. Ủa sao vậy? Gì kỳ vậy? Tại vì theo em á là ăn hàng là tính trời cho, cơm canh khỏi tốn mà khỏi lo rửa nồi. Trời đất ơi, là coi như là vợ là hai chồng là coi như đi ăn hàng thôi, khỏi nấu nướng. Làm thơ hay quá. Dạ, đúng rồi. Biết làm thơ vậy hả? Bạn có hay làm thơ không? Dạ, lâu lâu rồi thì em cũng làm thơ con cóc bậy bạ vậy. Thơ cóc rồi bạn đọc cái bài thơ nào bạn thích nhất, thơ tình á, thích dạ. nhất bạn đã từng làm. Dạ, bài thơ thì em tự em sáng tác thôi. Rồi. Là anh yêu em không vì sắc đẹp, cũng không vì lời lộc giàu sang. Anh yêu em bằng tình yêu chân thật của một đời thơ dại ngây thơ. Của bạn làm. Dạ. Cái nào là hay hơn không? Cũng nhiều lâu quá rồi, con cóc nhảy đi hết rồi. Thôi để tôi hỏi bên đây nè, bé ơi, bây giờ em thích cái người bạn trai của mình là người như thế nào nè? Em thì đơn giản lắm, thứ nhất là chân thật, thứ hai là hài hước, rồi là người là phải đem đến cho em có cái niềm tin. Bạn nam bên kia có mong muốn người bạn nữ của mình như thế nào không? Để tôi qua tôi coi mặt luôn nè. Mẫu người lý tưởng của bạn như thế nào? Em mong muốn một bạn gái là tính cách vui vẻ, hay cười, đặc biệt là có chiếc răng khểnh, tóc thì thắt bím. Và bạn ấy thì không cần phải dịu dàng lắm mà có cá tính mạnh mẽ và nói chung là hoạt bát là nhiều quá nha, răng khểnh rồi thắt bím này kia đủ hết ha. Bạn gái bên kia nhờ chị hỏi giùm em là em có biết hát không? Dạ cũng biết chút chút nhưng mà hát giọng cổ thôi chị ơi. Hát giọng cổ hả? Dạ. Thôi kệ, miễn có âm nhạc là được. Làm bảy câu á. Dạ. Cô hai ơi, cái bông lan cánh trắng nhị vàng, còn cái bánh bông lan cánh vàng nhị cũng vàng luôn. Chắc là mai mốt đây tôi về tôi ở luôn nơi này. Được. Chị thì chị nghĩ là hai bạn là
hợp với nhau. Yeah. Nhưng mà chỉ có một cái điều là chị đang còn lấn cấn thì không biết em có vượt qua được hay không. Đó là cái vấn đề tóc dài hay tóc ngắn, chị nghĩ nó không có quan trọng đâu em. Không sao chị, tóc ngắn thì giờ có thể là chờ 5 năm nữa cũng được. Em chờ 5 năm nữa luôn hả? Dạ. Chờ cho dài ra hả? Dạ. Chứ vậy? Tại vì người Việt Nam mình em thấy tóc dài thì rất đẹp. Và chờ 5 năm nữa thì mình cưới thì cái tóc dài nó nghĩa là giờ cương quyết bây giờ hẹn hò là bắt để tóc dài đúng không? Dạ. Rồi được rồi, để tôi truyền đạt lại. Già luôn hả ông? Bây giờ để tóc dài được không? Rồi. 3 năm thôi là dài ngang vai rồi là được rồi. Bạn không thích người phụ nữ ở điểm nào? Dạ, em không thích bạn nữ ở H5N4. Dạ, H5. Dạ, H5 có nghĩa là hay giận, hay hờn, hay ghen và đặc hung dữ. Còn N4 có nghĩa là hay nhõng nhẽo, ngang ngạnh, nói nhiều và nhéo. À, bạn không thích bạn gái H5N4. Dạ đúng rồi. Còn bạn gái không thích H6. H6 là háo sắc đó không? Hello. Dạ chào anh. Tóc ngắn ấn tượng quá, đẹp quá, tóc này tóc tém nè. Gì mà sao không có người yêu thì tức thiệt đó nha. Bạn nói sao á, gặp cái này mà không yêu mới lạ. Mẫu người lý tưởng của bạn như thế nào? Em thì không nhất thiết là phải giống một hình tượng ca sĩ hay nghệ sĩ. Mặc dù là mình rất là thích anh Quỳnh Linh. Nhưng mà em cũng có một số cái tiêu chuẩn sau. Cơ bản thôi. Thứ nhất là phải cao 1m, trên 1m65. Thứ hai là nước da là phải da châu Á. Da châu Á là thường da vàng thôi. Giống như anh vậy hả? Dạ đó. Đây là mẫu người là anh rồi đó. Ở thứ ba là bụng bự thì càng tốt. Rồi, lần đầu tiên muốn thấy hôm nay tôi mới thấy nghe bạn nói mấy người kia tao thích bụng nhỏ mà lý do tao thích bụng bự. Em thích bụng bự bởi vì tối em nằm ngủ á, em ôm cái con sâu em thấy không có sướng mà con gấu, thế là em phải cạo người bụng bự. Chết rồi, cái này em không có rồi anh ơi. Bạn về dễ lắm, ăn nhiều vô bụng bự à. Trời ơi, hồi đó giờ tôi làm mai mối tôi mới thấy cái cô là thích đàn ông bụng bự á trời. Mấy ông đàn ông sao mà mắt mù hết trơn, không thấy ai hết. Cô chưa đẹp sao mà dễ thương dễ ớt luôn mà. Ở đây không bao giờ thấy có ai mà quen cổ lần sau, tao tức gì đâu tức. Bây giờ tính sao? Không á, tôi có nhiều thằng em lắm á nha, tôi làm mai cho khu kia đó nha. Rồi kéo màn lên. Khoái cái vụ mà khoái bụng bự á. Mẫu người như Quyền Linh thì cũng không có đen như Quyền Linh trắng trắng, nhưng mà thư sinh lắm ha. Rồi xin mời hai bạn. Chào rồi, anh ạ. Chào anh. Mình có món quà nhỏ nhỏ tặng cho bạn nha. Dạ cảm ơn anh. Ảo thuật ha. Ảo thuật. Bạn có bạn có đang khởi không ạ? Dạ em không có đang khỏe nhưng biết mà hỏi nữa. Em có nhiều cười duyên được không? Không sao, thấy bạn cười đẹp mà. Vậy ngoài quả lương ra anh còn hát được cái gì không? Nói chung là hát gì cũng được. Anh có hát rock được không? Rock được nhưng mà không có thuộc lắm. Không, em thấy anh hát giọng cổ hay đó, còn hát rock thì không biết, em cũng đang tò mò. Để có dịp. Có cơ hội thì mình sẽ hát rock bạn nghe. Dạ em. Mình quên hỏi bạn là không biết là hồi nãy giờ bạn có chấm mình là được trung bình hay là trên trung bình không, hay là bị yếu rồi? Nhìn sơ qua thì em thấy được. Bụng mình nó không bự lắm, không biết thì bạn có thấy thất vọng không? Em nghĩ là cái bụng bự rất là dễ, em có cách làm cho bự. Cứ đi nhiều là bự, đi nhậu nhiều là bự. Thôi, hết giờ, chung riêng gì nữa. Trời ơi, giấu cái bông trong tay áo từ hồi nào đến giờ mà nó héo eo rồi vậy nè trời. Ba khắc đếm, chọn hay không chọn, mời bạn để tay vào nút bấm. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Ủa em nhấn nút rồi mà. Có nhấn không? Nhấn nhiều không? Nhấn hoài không được đúng không?
cuối cùng cũng được à. lo rất là lo, bên đây giật mình luôn. Bạn nghĩ sao nếu như mà bạn nữ không nhấn nút? Cũng thấy lo lo. Em đã nhấn em đè nút lắm rồi mà sao à, em có nhấn không mà sao nó chậm vậy? Có, không hiểu sao chắc tay em lạnh quá, em run quá. Trời ơi, tay lạnh ngắt luôn á nha. Nắm tay chút đi, tình một vài lần đầu tiên nè. Đó, giờ chưa có được nắm tay nè, đó. À, chúc mừng hai bạn. Của em nó rất rõ ràng là không bao giờ em yêu nhân viên của mình. Em thì em không có tật xấu nha. Người phụ nữ mà cảm thấy lúc nào cũng đúng ấy chị ạ, là em cảm thấy hơi sợ. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Chúng ta bắt đầu giới thiệu về bạn. Khán giả xôm quá. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Rồi, em tên bạn là Nguyễn Thanh Tùng, em đến từ Lâm Đồng. Năm nay em 26 tuổi, hiện tại em đang làm quản lý của bên nhãn hàng Physiolux. Rồi, bạn gái giới thiệu. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn nam bên kia. Em tên là Thu Hiền, năm nay em 24 tuổi, em đến từ Quảng Bình. Hiện em đang sống và làm việc ở Bình Dương. Em làm công việc gì? Dạ, em là nhân viên y tế. Nhân viên y tế cụ thể là bạn làm gì bạn? Dạ, em làm ở khoa xét nghiệm anh. À, xét nghiệm lấy máu rồi đó hả? Dạ. À, bạn trai nói chút xíu cụ thể về cái việc của mình. Quản lý khoảng bao nhiêu nhân viên? Dạ, em hiện tại đang quản lý 60 nhân viên. 60 nhân viên? Không lẽ 60 người đó mà không tìm được người nào có thể họp với mình hay sao? À, quan điểm của em nó rất rõ ràng là không bao giờ em yêu nhân viên của mình. Không lẽ trong công ty đó nhiều người khác hay là xung quanh bạn bè của nhân viên đó không ai họp với mình hay sao? À, tại vì nhiều khi em đi làm nhiều á, cái mảng thời gian của em làm nó thất thường lắm. Đa số là từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối thì em đều chạy đi kiểm tra các bạn nhân viên bán hàng. Thì thành ra nhiều lúc cũng không có thời gian để hẹn hò nhiều. Vì quá nhiều thời gian kiểm tra, không có thời gian đi đến tình yêu. Đó là lý do ế. À, bạn nữ thì sao? Tại sao mình lại chưa tìm được bạn trai? Chỗ em làm là nhân viên là nữ không ạ. Nhưng mà trước giờ mình trải qua được mấy mối tình rồi? Dạ, trước giờ em trải qua một mối tình ạ. Chia tay bao lâu rồi em? Dạ, hơn một năm rồi chị. Hơn một năm rồi. Quan điểm em như thế nào về tình yêu mà bất đồng quan điểm? Để mình rút ra cái kinh nghiệm, mình tìm cái bạn trai kế tiếp. Em muốn gì ở người yêu của mình? Em muốn người đó là phải biết quan tâm, chia sẻ, hay là biết đối nhân xử thế. Rồi bạn nam đó phải lớn tuổi hơn em thì có thể che chở cho em được. Em muốn lớn hơn cỡ bao nhiêu? Chứ được cũng được 4 tuổi á chị. Bên đó 26 phải không em? Dạ đúng rồi. Bên đây 24, hơn lớn hơn 2 thôi. 2 tuổi rồi, được rồi. Đưa ra rất là dễ. Anh này ảnh có thể quản lý 60 nhân viên, che chở cho 60 nhân viên. Một mình em ăn thua gì? Được không em? Dạ. Rồi bạn muốn gì nữa không? Nói tiếp đi cho bạn trai bên kia nghe luôn. À, em muốn là bạn nam đó là cao hơn em, trên 1m7 thì được. Cao gấp đôi luôn. Em cao bao nhiêu? Bên này cao lắm à. Dạ em cao 1m81 chị ơi. Mấy? 81. Ủa dữ vậy hả? Trời ơi, cao thì mới nói chịu cao đủ rồi. Mập ốm. Em thích người không có ốm lắm chị. Rồi, thường thường mấy người cao là hay ốm nhóm nhắc nè. Tại có nhiều vô chịu cao hết trơn trời à. Có bạn trai? Dạ đúng rồi chị ạ. Ủa vậy luôn hả? Nó chơi dạ. Đúng thiệt luôn vậy hả? Vậy tôi giống thầy bói quá. Vậy bạn trai bên đó có đặt ra tiêu chuẩn bạn gái như thế nào không? Mẫu bạn gái của em thì nói chung là hiền lành, biết tự lập và biết đối nhân xử thế, nói chung là lễ phép với mọi người. Và nói chung là cao 1m6 trở lên là được. Em cao bao nhiêu? Thì em cao 1m6 chị. 1m6? Dạ. Rồi hai người này đưa ra chuẩn sao y chang nhau vậy ta? Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, biết làm việc nhà. Còn nhược điểm của em thì gặp nhiều người em hơi bị run. Như hiện giờ là đang có run đúng không? Dạ. Có tật xấu gì không? Em thì em không có tật xấu. Rồi, tốt quá người, không có tật xấu gì hết trơn á. Bạn trai, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em thì 3 mối tình học sinh. 3 mối tình hả? Mối tình dài nhất bao lâu? Mối tình dài nhất của em là lớp 11 đến hết năm lớp 12. Khi em xuống đại học thì bắt đầu bọn em chia tay rồi. Vậy đã lâu rồi mình đã không hả? Vâng ạ. Chào bà Mai cái đi. Em chào chị Cát Tường. Ủa này 1m81 hả? Dạ vâng chị. Có anh Giang không? Dạ, không đó. Đâu đâu đứng lên, đứng lên coi thử coi. Đứng lên chứ không nhìn được em đâu. Ủa đứng lên chị không nhìn được em đâu. Đúng rồi. Được không chị? Cũng được. Vâng cũng được thôi. Đúng rồi. Nên là vẫn còn ế chị. Không có ba lúc đồng tiền duyên mà. Rồi ngồi xuống đi cơ. Mình có không thích cái gì ở người phụ nữ không? À, nói chung là người phụ nữ mà cảm thấy lúc nào cũng đúng á chị ạ. Là em cảm thấy hơi sợ đấy. Là cái gì cũng cảm thấy quyết định một mình ấy. Cái gì cũng đúng hết trơn á. Cái gì bà cũng nói đúng hết trơn, phải sợ chứ. Mà nếu người phụ nữ cái gì cũng sai hết thì sao? Còn sợ hơn. Cái này còn sợ hơn nữa chị.
Rồi bây giờ mình có đặt ra cái tiêu chí khi nào mình tiến tới hôn nhân chưa? Dạ em thì có thể là năm sau, còn nếu mà bạn nữ muốn nhanh hơn thì cũng có thể luôn. Dễ quá vậy? Vâng ạ. Ế quá hả? Ế quá rồi, giờ muốn nhanh rồi. Gia đình ủng hộ không? Dạ có, bố mẹ em cứ giục em cưới suốt mà giờ em chưa kiếm được người nào để cưới hết chị. Rồi có chuẩn bị gì để cưới chưa? Dạ có, chuẩn bị hết rồi chị ơi. Hả? 50 mâm rồi chị ạ. 50 mâm? Vâng. Ôi, ghê ha. Chị làm em ngại quá chị ơi. Được, cũng có duyên. Có má lúng đồng tiền, mấy người có má lúng đồng tiền là đẹp rồi. Đúng quá. Ủa tôi nói đúng mà. Chào em. Mấy người có lúng đồng tiền là đẹp, nhưng người nào có hai lúng đồng tiền xem lại. Thôi bây giờ thí dụ bên kia ảnh đồng ý hết, em cũng ok hết mọi thứ thì khoảng bao lâu chúng ta tiến tới hôn nhân được? Thì em nghĩ là khoảng một năm, hai năm. Anh nãy nói là ba mẹ hối lắm rồi đó. 6 tháng sau đến năm sau được không? Dạ nếu mà tụi em có thể tìm hiểu được, có thể tiến tới được thì... Thì được ha. Dạ. Cảm ơn em. Được rồi đó, nãy giờ anh thấy bên kia cũng dễ thương lắm. Có cái đồng điếu luôn tiền chứ không phải hai cái đồng tiền như ai kia. Bây giờ mình có đi với người thân không em? Dạ có, em đi với chị, với hai chị đồng nghiệp và bạn thân ạ. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn trai, chào quý vị khán giả. Em là chị gái của Hiền ạ. Nãy em gái nói em gái không có khuyết điểm gì hết trơn á, chị thấy như sao? Chắc là không có. Trời ơi, xuất sắc quá, chị em xuất sắc ghê. Rồi vậy nãy giờ em nhìn thấy anh bên kia là em nhận xét ảnh như thế nào? Thấy có hợp nhãn với em gái mình không? Duyệt chưa? Dạ chị thì chị duyệt. Tại em thấy anh này ngoại hình cũng được, cách nói chuyện cũng được. Chị duyệt là được rồi, thì cảm ơn em. Bạn trai, bạn đi với ai? Dạ em đi với sếp, với hai đồng nghiệp của em. Rồi hỏi ý kiến sếp trước đi. Dạ xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường và bạn Hiền. Mình mới làm việc với Tùng cũng được 2 năm nay rồi. Dạ. Còn bạn, bạn Hiền nói năng thì nhỏ nhẹ, rất là xinh đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Còn việc mà quyết định hay không á, tí nữa là Tùng sẽ quyết định. Dạ, xin hết. Ngắn gọn, sắc tích. Hết á. Nói chung là hợp. Bây giờ hai bạn coi có hợp hay không thôi. Người thân này hợp hết rồi đó. Kéo màn lên đi. Rồi, các bạn gặp nhau đi. Em xinh hơn anh ý. Dạ cảm ơn anh ạ. Ừ hiện tại đang ở Bình Dương à? Em đang ở huyện Thuận An ạ. Vậy là gần anh rồi đó. Gần anh ạ. Anh ở ngay quận 12, chạy xuống đó chắc cũng 15 phút à. Bạn gái ưng lắm không? Bây giờ bạn gái đòi tới 2 năm nữa mới chịu đám cưới, vậy mình thuyết phục cơ, ví dụ cưới sớm hơn chút được không? Một năm bạn gái chịu không? Để 50 bàn kia để hoài đồ ăn nó thiêu à. Thế giả sử như bây giờ mình quen nhau rồi mình hơn năm cưới được không? Nhưng mà mình quen nhau mà có thể tìm hiểu nhau được á, tính tình của anh với em có thể hợp nhau á thì mình có thể cưới nhanh để rút gọn, mình đỡ tốn thời gian tìm hiểu, dành thời gian nó yêu thương luôn cho nó xây dựng gia đình, mau làm giàu. Rồi, ổn định mau làm giàu đúng rồi. Bây giờ mình tính có cái lịch có thể em bạn trai hỏi có thể mình về quê thăm quê bạn gái được hay không? Hỏi đi. Thế khi nào có thể ra mắt được hai bên gia đình? Gấp lắm rồi, muốn lắm rồi. Thì em nghĩ là khi nào mình có thể tìm hiểu với nhau. Anh thấy lúc nào cũng sẵn lòng hết á. Anh chỉ điện thoại mẹ ơi con có người yêu rồi là ừ mình dẫn về ngay đây ra mắt là cưới liền. Hết thời gian luôn. Bây giờ sẵn có chị gái ngồi đây, bạn hãy nói gì để cho chị gái tin vào tình yêu của bạn đối với em gái của chị ấy? Em hy vọng là chị sẽ giúp em để cho bạn Hiền sẽ thế, về với gia đình của em. Rồi, đặt tay vào nút bấm nha bạn. Suy nghĩ thật kỹ, quyết định tương lai, hạnh phúc của mình. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Mời bạn. Em bấm rồi mà nó không lên. Em bấm rồi mà nó không lên. Bấm đi em. Nó lên chậm. Hai bạn rất dễ thương, hình như là hai gương mặt giống nhau. Xứng đôi ghê luôn nè, vợ chồng đẻ con cao lắm nè. Nắm tay nhau đi. Đây là duyên phận đó, hai bạn nắm tay với bạn. Để tay xuống đây nắm cho.
Trời ơi, đưa tay nắm cho. Cái này đưa đi anh hùng cho. Có gương mặt phu thê thì phải. Đưa đưa cái má đi anh hùng cho. Thôi cái này là lắm, không hôn đâu. Chẳng ngại lắm. Ông đó là quy định bắt buộc. Bắt đầu. Thôi để em hôn khôn chán em đi. Nói khôn chán là luôn ở bên em đấy. Cao quá ha. Đây, chúc mừng các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Đây là chuyến vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Và đây là một thẻ DCB, thẻ thanh toán quốc tế trị giá 1 triệu đồng đến từ Nhật Bản. Các bạn vừa xem phim, có thể vừa mua sắm để tặng các bạn. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, quà tặng dành cho hai bạn bộ ráp và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Tặng hai cái nhưng về mình lấy cái mình bao mình ngủ thôi, còn cái kia tặng lại cho chị hai gì đó, chứ hai người nằm hai cái là không được. Chắc là vậy rồi. Được chưa? Được rồi. Hai người chung cái thôi nha. Thôi hy vọng hai bạn sớm báo tin mừng cho vợ cho chúng tôi nha. Tin hết đến báo cho vợ chồng tôi. Mốt vợ có hư em sửa luôn cũng được. Trời ơi. Em thì có cái tính là đi chợ vậy thì mà xài hết tiền em mới về. Với lại có sửa tính nó không thì chắc sửa không được. Cặp này xứng đôi ha. Chúng ta đã nhận niềm vui từ cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hạ Màn. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Fan đông dữ ha. Rồi đi bạn. Mời bạn nữ giới thiệu trước. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và anh bạn cùng chơi cùng quý vị khán giả. Em tên là Như Quỳnh, em 24 tuổi, hiện em là nhân viên văn phòng, quê em ở Lâm Đồng ạ. Rồi mời bạn trai. Chào chị anh Quyền Linh. Chị Quyền Linh. Anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả, em tên Đỗ Dí Sông, năm nay 28 tuổi. Em làm nhân viên kinh doanh bất động sản của công ty Hòa Bình và quê em ở Vũng Tàu. Vũng Tàu đi Lâm Đồng cũng được, không có xa lắm. Xa chứ anh. À, chưa gì đấy. Chưa gì, ta đang nói. Nhưng mà chết rồi. Bán đất ở đâu? Bán chung cư căn hộ đất luôn, nếu anh mua em giới thiệu. Không, anh mua. Chưa gì hết, đi kiếm vợ đi em ơi. Anh nghề nghiệp. Bây giờ tập trung thôi, lên đây em phải để mua bán kinh doanh nha, lên đây kiếm vợ nha. Cho bạn trai giới thiệu trước luôn, ưu điểm của bạn là gì, đừng nói bán hàng giỏi nha. Em hiền, tính tình hòa đồng, dễ tính, vui vẻ, biết làm nhiều thứ. Làm gì? Là sửa điện thoại, sửa máy tính, biết sửa xe luôn. Nói mốt vợ có hư thì em sửa luôn cũng được. Trời ơi. Được. Một khuyết điểm? Hơi nóng tính, hơi khó chịu, liêm chút. Em có gì hư cho anh sửa không? Chắc là không đó chị. Em thì có cái tính là đi chợ vậy thì mà xài hết tiền em mới về. Với lại có sửa tính nữa không thì chắc sửa không được. Anh sửa không được, nếu anh không cho em giữ tiền, anh giữ tiền. Thì mình đem ít tiền đi thôi. Mình đem nhiều mình lại nghĩ mình phải xài nhiều. Lỡ khi mang không đủ đi chợ sao em? Mang không đủ em có khi em mượn lại ngoài chợ. Bao giờ tiến tới hôn nhân được? Tìm hiểu khoảng 6 tháng là sớm nhất. Tại ở nhà cũng hối lắm rồi. Vậy hả? Dạ. Bản thân em có đặt ra tiêu chí gì không? Dạ có. Đầu tiên là phải chững chạc, tại vì lo nghĩ giùm em, tại vì em không có lo nghĩ giống như em nói rồi đó. Vui vẻ, đừng có khó chịu nha anh. Ok, được. Dạ. Không lăng nhăng, không hút thuốc và đặc biệt phải quan tâm em. Hỏi ảnh coi. Còn em không hút thuốc anh? Không. Có nhậu dữ không anh? Không có nhậu, nhưng mà nhiều khi đi với khách thì uống chút chút thôi, nhưng mà biết đường về. Rồi nói về ngoại hình, em có đặt ra cái chuẩn mẫu người lý tưởng mình như thế nào không? Cao trên 1m6 ạ, phải vững chắc để cho em dựa nữa. Em dựa thoải mái luôn. Rồi đó là yêu cầu của bạn nữ đó. Rồi bạn nam có đặt ra tiêu chí như thế nào không? Em thì tìm mẫu bạn gái hiền, dễ thương chút, biết thông cảm, chia sẻ, chung thủy, đừng lăng nhăng. Em sợ lăng nhăng lắm. Còn gì nữa không? Vậy được đúng rồi anh. Thì cũng ổn. Thôi bây giờ coi mặt đàn trai đàn gái coi được. Dạ, vững chắc ha. Chào chị. Ý, đẹp trai nè. Cao bao nhiêu? Dạ, 1m65. Được rồi, ổn rồi. Giới thiệu nhà đất đi.
Có, em biết chị Cát Tường mà có thuê căn hộ bên em. Bậy rồi đó, tôi không có thuê gì ra cho tôi thuê nào. Mở cái lớp yoga. Trời ơi. Đúng rồi. Tôi tưởng nói tôi thuê ở là không đúng. Rồi, đã từng sửa được cái gì rồi? Sửa nhiều, có lần sửa điện thoại cho bạn gái rồi phát hiện tin nhắn thằng khác xong chia tay luôn. À trời ơi, tuyệt đối làm gì làm không có đưa máy tính điện thoại cho bạn trai sửa nghe không? Dạ, đó là rút kinh nghiệm vậy. Rút kinh nghiệm. Trời ơi, mà em cũng khờ quá, em nói gì chi vậy? Dạ. Em nói ra bên đây nghe rồi, tao đâu dám đưa đồ em sửa, sao em phát hiện ra được? Làm sao máy tính vậy? Không, bên đây chị dặn luôn rồi, máy tính cũng không đưa luôn. Phát hiện máy tính của bạn gái mình có tin gì đó, mình bị chia tay gì vậy thì nó... Mà tin gì có động trời lắm không mà chia tay người ta vậy? Trừ phát hiện phim gì thôi chứ. Mình phải hỏi người yêu mình sao này kia chứ, tự nhiên thấy tin nhắn thì chia tay. Rồi có hỏi, trả cái điện thoại lại cho người ta không? Hỏi không trả lời được luôn anh. Nhưng mà có trả lại cái điện thoại cho người ta không? Trả chứ. Sửa được không? Sửa được chị. À vậy hả? À, nói chung là bạn trai rất là được, cũng được. Còn có lấn cấn cái gì hay mất niềm tin gì đâu. Để anh qua anh coi. À, chào em gái. Anh này nó thật sự là anh mua bán bất động sản á thì cũng lanh lợi lắm nha. Tiếp xúc nhiều khách hàng, những cô nữ đẹp lắm. Mấy người ta đi mua đất, người ta đi ô tô rồi tới rồi đẹp lắm, người ta xuống mua. Đôi khi phải ngọt ngào với khách hàng. Em có ghen không? Không. Không ghen? Dạ. Cũng hay nha. Tiện thể mình thử anh luôn, xem anh có động lòng không, nếu anh động lòng thì... Còn nói chung anh đây là nhanh, lanh lẹ, thông minh, tháo vát. Đẹp trai không? Đẹp trai không? Cũng đẹp. Cũng là gì? Rồi, đỡ xấu sao? Ghen đẹp thì được rồi. Đẹp. Được. Nói gì nữa? Em có đi với ai không? Dạ, em đi với nguyên một đại gia đình của em luôn. Không dữ. Anh là gì của bạn nữ? Dạ là đồng nghiệp ạ. À, Quỳnh ơi, anh này thì nãy giờ theo sự thống nhất của tất cả anh em thì... Thống nhất rồi, 500 anh em. Nhìn kỹ thì là giao diện thì cũng được. Điện nước cũng đầy đủ. Nói chung là không có hô, không có mớm. Nhưng mà về nãy giờ thấy ảnh khi mà ảnh ngồi nói chuyện á, thấy cái tay ảnh cứ vuốt hoài à. Anh cũng nghi lắm là không biết có cái gì kín đáo bên sau, ở bên trong hay không thì không biết. Anh này thì là lanh lợi, dễ thương. Được dịp tiếp xúc với ảnh thông qua Quỳnh nhiều trong những cái lần sau thì chắc là sẽ rất là vui. Mọi người ở đây thì cũng rất là thích đi tắm biển ở Vũng Tàu. Dài hàng, bắt đầu tới giờ công ty dài. Rất là thích mua nhà giá rẻ. Còn lại thì quyền quyết định là của em. Dạ, em cảm ơn anh. Nhà trai thì sao? Có ai đi theo ủng hộ mình không nè? Trời ơi, bình tĩnh nha. Kẻ tám lạng người nửa cân nha mấy bạn. À, dạ, cho em gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường xinh đẹp. Hai người khen có người à. Em là bạn thân của anh Song. À, em cũng xin góp ý một xíu với anh bên nhà gái á, là em bảo đảm á, anh Song là chuẩn man luôn á. Tính ảnh á, thì ảnh hơi kỹ một xíu, tức là đâu phải ra đó. Với lại ảnh hơi nóng một tí. Em thấy bạn nữ ở đây á, thì ngoại hình thì thấy hai người cũng tương xứng với nhau á. À, tính tình thì thấy bạn nữ cũng điềm đạm, có thể là dớt được cái sự nóng của anh Song một xíu. Ủa mà em lấy cái cơ sở gì mà em dám đảm bảo là ảnh là mình chuẩn man? Dạ không, em chơi với ảnh cũng lâu, cũng bạn thân cũng lâu lắm rồi. À, lúc trước ảnh có quen người yêu thì em cũng biết mà. Dạ, ảnh chiều chuộng bạn gái. Thôi tới đó được rồi, cái hồi nó lộ ra nhiều thứ. Bây giờ quan trọng là hai bạn thôi. Là hai bạn. Nào, kéo màn lên. Chúc một ngày tốt lành. Chúc mọi thứ may mắn. Cảm ơn. Cái này tặng bạn. À, cảm ơn anh. Dạ. Em bé anh sao? Em hỏi đi. À, đúng là đẹp trai. Cao đúng là chơi em bé 6 thiệt. Dùng cái nhãn quan của mình kiểm tra cái vụ hồi nãy đồng nghiệp nhắc. À đúng rồi. Man không? Em thấy thì man mà không biết làm sao. Nếu mà lập gia đình á thì anh muốn đẻ mấy đứa con, em đẻ mấy đứa con cho anh. Hai ơi đủ. Tại vì em thích có bốn đứa lận. Không phải như là dự định đứa đầu em sinh một để sau em sinh ba đứa lận. Tại vì em rất là thích con nít. À, anh có hay đi công tác không? Lâu lâu đi xa thôi, ngày hai ngày thôi à, chứ không nhiều. Yên tâm đi, không lăng nhăng là được rồi. Không phải lăng nhăng mà là không có ai ngủ nhà em sợ ma. Thấy cô gái đối diện thế nào? Dạ, thấy bạn cũng dễ thương, hiền. Nhưng mà
hơi xa, hơi xa. Nói hai câu đầu được, câu sau thì hơi xa hoài luôn. Ồ, anh thích đi du lịch không? Có. Thích tham gia các hoạt động xã hội không? Có luôn. Dạ. À, em có đi từ thiện không? Dạ có. Dạ. Vậy bữa nào cho đi chung với công ty anh? Dạ. Những gì em thích là những gì em hỏi đó. Dạ. Hay dạ. Còn thích gì nữa không? Nói chung là ham chơi, bây giờ thích đi chơi. Dạ, lỡ lấy chồng về đi chơi suốt sao? Hai vợ chồng đi luôn mà. Ờ, vậy được. Em cảm nhận bạn trai thế nào? Dạ, vui vẻ, nhưng mà em vẫn thắc mắc cái chỗ khó chịu á. Cũng không hẳn là khó, tại người ta không hiểu, người ta nói mình khó thôi chứ. Kỹ nữa, em thì hơi hậu đậu xíu. Hậu đậu cỡ nào? Cỡ nào hả? Ba mẹ cho căn nhà toàn là mất đồ mà. Chết rồi. Lỡ khi mà đưa tiền cho em cái mất hết luôn chết luôn. Không, không mất hết đâu, mất ít à. Vậy hả? Thật á. Thật á. Em phải sửa đổi cái... Dạ đúng rồi, em đang cố gắng. Đúng rồi. Chứ lỡ khi đi làm về rồi đó, mất chồng luôn sao? Chồng lăng nhăng mới mất chứ. Phải giữ chứ. Trời ơi, có tính lăng nhăng này giữ sao được. Đồ không đi còn mất, muốn gì người. Em người em giữ kỹ mày. Thôi đi được. Em ở Buôn Mê Thuột hả? Em ở Lâm Đồng ơi. Ờ, Lâm Đồng. Dạ. Có nhớ người ta tên gì không? Em nói lại thì em quên thì. Em tên là Như Quỳnh. Quỳnh hả? Dạ. À, nhớ rồi. Bây giờ mỗi người một câu cuối cùng. Mà em bấm chuông đi. Không có bấm chuông, bấm nút gì đây đó. Cái câu đó chắc em không trả lời được. Dạ. Đúng rồi. Thì em chỉ muốn nói với anh là nếu có duyên có nợ thì ắt thành đôi, mà không duyên không nợ thì mình là bạn anh nhé. Hết thời gian. Bạn gái là một cô gái rất thông minh, rất hài hước. Bạn trai cũng vậy. Nhưng mà chúng ta hãy nghĩ sâu hơn nữa trên con đường tương lai của mình. Một. Hai. Suy nghĩ cho kỹ. Quyết định. Ba. Hết thời gian. Rồi, mời hai bạn. Hết thời gian. Tại sao bạn gái lại không bấm? Em cảm thấy là chưa cảm nhận được sâu sắc lắm. Với lại cũng chưa có gì chắc chắn lắm. Dạ, nhưng anh phải nói một câu gì chắc chắn cho em thì em chờ đợi điều đó thì đúng chưa đấy. Được. Chúng ta có thể vui vẻ, hài hước. Nhưng trong một lúc nào đó chúng ta cần một dấu lặng sau. Bởi vì đây là chuyện đại sự mà. Nên mình cứ lướt qua hoặc là vui vẻ không thì chưa đủ. Hôm nay tôi nghĩ rằng bạn đã bỏ qua một cơ hội thật đáng tiếc. Một cô gái cũng rất là thông minh. À, rất nhiều người đang theo dõi chương trình và cũng đang ngắm nhìn hai bạn. Và biết đâu đó thì các bạn sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Và đây là quà tặng dành cho hai bạn. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Gửi tặng hai bạn bộ wrap và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Chúc các bạn sức khỏe, thành công trong cuộc. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Trải qua tổng cộng là 5 mối tình. Sau 5 mối tình em rút ra được là không nên nhìn phụ nữ bằng cặp mắt bình thường của đàn ông. Chưa 5 mối tình em chưa hiểu ai chứ hả? Em hiểu nhưng mà tao không hiểu em. Em mong người bạn trai của em thứ nhất là cao 1m7, da trắng, không để râu, không hút thuốc, không được đầu hói, không được bụng bự, ở nhà hay sao cũng được, đi ra đường phải chỉnh chu lại đẹp trai. Mời bạn nữ. Rồi đi em gái. Mời bạn nam. Rồi. Ngồi đi em. Rồi em gái giới thiệu đi em. Dạ em tên là Nguyễn Thị Anh Văn ạ, em sinh năm 96 ạ, em đến từ Sóc Trăng ạ. Em là nhân viên văn phòng tại công ty điện tử Asanjo ạ. Công ty ở đâu em? Công ty em ở Bình Tân ạ. Bình Tân, dạ, quê vâng. Thì ở Sóc Trăng. Dạ. Rồi. Em tên là gì em? Dạ, Nguyễn Thị Anh Văn ạ. Nguyễn Thị Anh Văn. Dạ vâng ạ. Chà, tên dễ nhớ nha. Rồi, dạ. Bạn trai, giới thiệu về mình đi. Dạ, xin chào tất cả các khán giả trường quay, chào anh Quyền Linh. Thì em tên là Tô Lâm Toàn, em sinh năm 1995. Hiện tại em đang là kỹ thuật viên phần mềm điện thoại. Và em đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Sài Gòn luôn. Quê Sài Gòn luôn á. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, hầu như là em không có điểm mạnh, em chỉ toàn là điểm yếu thôi. Trời ơi. Wow. Khiêm dạ. Tốn rồi, ai cũng có điểm mạnh chứ. Dạ. Rồi, vậy điểm yếu của mình trước đi. Dạ, em là người nóng tính ạ. Em rất là bướng nữa. Đối với những người thân trong gia đình thì sao cũng được. Nhưng đặc biệt với bạn trai em rất là khó tính. Trời ơi, sao tự nhiên mỗi người thì dễ mà với bạn trai là khó tính là tại sao? Tại vì với bạn trai thì sau này em với bạn đó sẽ là ở chung với nhau á. Cho nên là không thể nào dễ tính với bạn đó được. À, phải có một cái ưu điểm chứ, đúng không? Dạ, em là thuộc người hoạt bát,
Em hòa đồng, với lại em là thuộc thể người dễ giao tiếp. Nói chung ai em cũng dễ làm thân được. Rồi, vậy là được rồi. Rồi, mời bạn trai, ưu điểm, khuyết điểm của em. Ưu điểm em là khá hòa đồng trong cái công việc mà có thể là hát, đàn và ca. Khuyết điểm? Em có tật xấu ghê lắm. Xấu gì? Ngủ xấu. Ngủ xấu hả? Dạ. Ngủ sao xấu? Lăng ngái to, khi cười nó cũng hơi bị... Lố. Dường lố. Cười hả em? Thì cười đó, nó bị lố. Cười lố là cười sao? Hay là cười thử đi anh. Đúng rồi, cười thử coi sao. Ủa cái gì, đâu có gì đâu là lố. Đúng rồi, đâu có lố. Nhưng mà khi mà cái cao độ nó lên cao thì nó rất là lố. Bạn gái có cười lố không? Dạ, cười như con trai anh. Hả, thử như cười trai sao, thử đi. Em cười là người ta quê luôn á. Giống như là em thấy cái vấn đề đó, giống như là nỗi đau của bạn đó, em sẽ cười đến nỗi bạn đó quê, bạn trời đó ơi, trời, đi cười, luôn. Cười lên nỗi đau ta đó hả? Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua tổng cộng là 5 mối tình. Còn ơi, mới nhất là em có quen một bạn đó cũng lớn em 1 tuổi. Em và bạn đó mới chia tay đây cách đây trước Tết. Mối tình nó sâu đậm không? Gia đình và công việc không hòa hợp được thì tụi em đã không chọn đi chung một con đường nữa. Qua 5 mối tình em rút ra kinh nghiệm tại sao phải chia tay các mối tình đó và cần làm gì để chúng ta có thể tốt cho mối tình sắp tới. Điều tâm đắc nhất mà em nghĩ sau 5 mối tình em rút ra được là không nên nhìn phụ nữ bằng cặp mắt bình thường của đàn ông. Chứ mình nhìn bằng gì? Mình phải nhìn một cách tinh tế hơn. Ví dụ như mình đã xác định quen họ thì cũng như là mình phải hiểu họ được và hiểu họ cần cái gì vào lúc nào. Ví dụ như không phải là lúc nào mình cũng phải em phải A, B, C, D, B, F gì đó. Không thể nào mà theo mình hoài được. Chứ 5 mối tình em chưa hiểu ai chưa hả? Em hiểu nhưng mà tao không hiểu em. Lạ nhỉ? Là sao trời? Và nhiều khi họ cần là họ cần cái thời gian dành cho họ nhiều đúng hơn. Rồi, phụ dạ. nữ mà cần đàn ông chăm sóc họ, quan tâm đến họ. Em gái mấy mối tình? Dạ, em trải qua 2 mối tình ạ. Là thời sinh viên của em là được gần 2 năm ạ. Sau khi chia tay bạn đó thì em chưa quen được bạn nào là mối tình ạ. Lúc tụi em quen là thời sinh viên. Sau khi ra trường thì mỗi người có một cái công việc và môi trường khác á. Khoảng cách địa lý rất là xa nữa. Bạn đó bây giờ ở Phú Quốc. Em cũng hay ghen nữa. Cho nên là chia tay là tốt nhất. Thế bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, em mong người bạn trai của em thứ nhất là cao 1m7. Công việc của bạn ấy phải là một công việc ổn định. Mét mấy? Dạ, 1m7. Da trắng, không để râu, không hút thuốc, không được đầu hói, không được bụng bự. Từ từ em, da trắng, con trai mà da trắng hả? Dạ, đừng có đen quá anh. Da trắng, không để râu, không hút thuốc, dạ. không hói, không bụng bự. Dạ. Để em nhiều yêu cầu vậy. Còn gì nữa không? Ở nhà thì sao cũng được, nhưng mà khi ra đường là không được mang dép lào, không được mặc quần sọt, không mặc quần đá banh, không mặc áo thun ba lỗ, đi ra đường phải chỉnh chu, phải đẹp trai. Hèn chi, cô ơi. Chị gái ơi, chị gái, nhìn mặt cái coi. Em chào anh ạ. Trời ơi, chào em. Sao mà yêu cầu nhiều quá vậy? Dạ, đó là lý do ế của em ạ. Lý do ế người ta giảm giảm bớt chút đi. Dạ, em có giảm rồi đó anh. Giảm rồi đó hả? Dạ. Thôi giờ hình dung đi, một cái người mẫu của em là như thế nào đi cho nó dễ đi. Dạ. Đẹp trai cỡ Trấn Thành là được rồi anh. Mày cũng trấn. Trấn nước. Dạ nói vậy thôi chứ trai đẹp thì để ngắm thôi, còn trai xấu mới là trai của mình. Quan trọng mình yêu thương nhau thôi. Dạ. Cái tiêu chí đưa ra dài quá anh đây anh cũng sợ phải không? Dạ. Nhưng mà hỏi một điều quan trọng thôi là em ghét nhất cái điều gì ở đàn ông? Lăng nhăng anh. Kiểu như là ga lăng quá, giống như là ngày nào mình bị mất bạn trai không hay á. Chứ danh sách mà đề nghị thế cũng dài lắm á. Rồi bên kia, mẫu người lý tưởng của em sao em trai? Dạ thì mẫu người lý tưởng của em thì cô gái đó cao bằng em hoặc là thấp hơn em cũng được. Em mét mấy? Em mét 7 chẳng. Em thì không cần mập quá cũng không cần ốm quá. Cô đó đưa ra cái tiêu chuẩn dài dòng dọc như vậy á. Em dạ. cảm giác em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Tầm 70-80%. Nhưng mà anh có hút thuốc không anh? Thì lúc trước có. Bây giờ là đang trong quá trình được gọi là giảm với lại là kiêng luôn. Thường thường em thấy bạn trai hay nói là anh thương em, anh sẽ vì em sẽ bỏ tất cả. Nhưng mà cuối cùng quen được rồi cũng hút cái bình thường. Cái đó không có đâu. Như là những gì anh hứa với em có hứa cho vui không? Nếu như mà mình cái gì mình hứa được, mình làm được thì mình mới hứa. Nói chung là con trai thì nói được sẽ làm được. Em mong anh như vậy. Mọi người con gái em thích nữa là tóc ngắn xíu cũng không sao. Để mắt kính thì càng tốt. Bên kia lấy kiến đeo vô đi. Nhưng mà lỡ em không thích đeo mắt kính thì sao anh? Không sao hết, đó chỉ là mẫu người lý tưởng của mình đưa ra thôi. Nhưng mà lỡ em bướng quá, em không nghe lời anh, em hay cãi anh, em hay giận hờn vu vơ thì làm sao? Em bướng thì anh nương. Thiệt không? Thiệt. Trong tình cảm mà một người càng nóng mà người kia nóng hơn thì chắc chắn đổ vỡ. Mà một người nóng, một người lạnh mà một người làm nguội đi bớt thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn. Em ít tuổi nhưng mà thường thường suy nghĩ em cũng hay chín chắn á. Thì nhưng mà đôi lúc em cũng hay trẻ con, thì anh có chịu được cái tính đó của em không? Anh thích trẻ con mà. Nhớ nói đó nha. Rồi có cần tôi coi mặt giúp không? Dạ có ạ. Bụng hơi bự được không?
Dạ chắc để em xem mặt lại. Được, chừng nào tiến tới hôn nhân được em trai? Trong vòng từ 5 tới 6 năm. Có thể sớm hơn. Thì 5-6 năm là sao? Thì bây giờ em là mới 23 thôi. Trời ơi, bây giờ tới 5-6 năm nữa mới lấy vợ hả? Có thể nó sớm hơn, công việc đã ổn định hết, có thể sớm hơn vẫn cưới được. Để chị hỏi bạn gái cái em muốn chừng nào lập gia đình? 2-3 năm nữa cũng được, chị không sao. À, bên đây 2-3 năm thì nghe được rồi, chứ 5-6 năm nó xa lắm, còn xa lắm em. Có làm dâu không? Làm dâu được. Em thì ở rể. Ta hỏi là mai mốt lấy vợ về á, có vợ có cần phải làm dâu mẹ mình, gia đình mình không? Bạn ấy muốn em ở rể, em vẫn ở rể bình thường, không bắt buộc bạn nó phải làm dâu. Hai cặp thì cũng hợp lý đó, ông này cũng sức dầu thơm thơm thức luôn vậy đó. Con trai bây giờ điệu hơn con gái nữa thiệt tình. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đi, em trai đi với ai? Hẹn em đi với cháu em. À, chào cháu. Dạ chào cô và chú Quyền Linh, chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Lâm Ngọc Ngân, là cháu của cậu Ti. Rồi, nay cháu thấy hai cô chú trên này sao? Dạ cũng được. Có cái một cái tật lạ là cậu em thích hát vào 12 giờ đêm á. À. Ý là hát vu vơ hay là sao? Dạ không, có khi mà đang ngủ giật mình luôn á. Hát mình. Dạ đúng rồi. Mà hát lớn hay là hát có micro hay là hát không hay là? Dạ hát hát đàn đó cô. Vừa đàn vừa hát. Dạ đúng ngồi rồi. Ngồi một mình. Dạ đúng có rồi. Có bị tự kỷ không em? Dạ không. Bây giờ đó mới thả hồn theo âm nhạc. Dạ. Mong là hai người thành đôi. Con thấy cậu con hát con nghe con thích không? Dạ, cậu con hát cũng được. Khuya 12 giờ con hát thấy con thấy thích không? Giật mình. Chỉ có vợ cậu con còn nghe được chứ hàng xóm ta cũng không chịu đâu. Cảm ơn con. À, hôm nay em gái đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và em trai ạ. Dạ, chào cô. À, kính thưa mà cô Cát Tường với chú Huyền Linh, tôi là mẹ của anh Văn. Thấy bạn thì cũng được. Quyết định của con à, má cái gì cũng được mà. Nhưng mà má thấy thì má ưng không? Má dò má thấy giá thì sao mà nghe nói mà nửa đêm lên cao má cũng hết hồn. Má sợ rồi ha. Má thấy sợ rồi. Lâu lâu hát một lần nghe cũng vui mà. Lâu lâu hát một lần thì nghe vui rồi mà hát hoài người ta sợ. Bây giờ đầu tiên á, mở rào ra đó, em sẽ thể hiện cái tài năng tài lẻ của mình cho cô ấy nghe. Yeah. Cho cô ấy thấy ha. Yeah. Để gây cảm tình với cô ấy được không? Dạ được. Rồi. Rồi, kéo rào. Thì chào anh, tên là Toàn. Dạ, em tên là anh Văn. Anh cũng có chút tài lẻ thì anh biết sao thì có thể hát tặng em một bài. Và dạ, tất cả các khán giả tại trường quay. Rồi, đây. Có sẵn đàn cho em luôn. Dạ. Hay là anh đàn em hát có được không? Em hát bài Duyên Phận có được không? Cái bài Duyên Phận đó thì anh chưa có biết trước. Ừ. Thì em cứ hát thì cái nào anh hát theo được, anh hát theo hộ em. Ok anh. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rồng đường dài. Cạnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn, chiếu đôi vai gánh nhọng nhằn. Không biết anh hát đi, vậy anh hát đi. Rồi, người hát một dòng nhạc mà một người đàn một kiểu nhạc. Coi như đây là 12 giờ đêm đi em. Em là ai giữa cuộc đời này? Em từ đâu bước đến nơi đây? Làm tôi say, làm tôi khát khao, trao nhau tình yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngậm ngừng, khi đôi tim dùng tình yêu đường. Đừng ai chỉ, vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau, dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta giận hờn mân bao lỗi lầm. Đừng mai sau mình ra nữa, thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi che cho em một đời về sau, mãi vững tin cho em một bờ vai ấm mềm. Khi em yêu lòng, khi em môi mềm, anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Baby, baby, do you wanna marry me? Baby, baby, do you wanna marry me? Baby, baby, do you wanna marry me? Wow.
Rồi. Xin mời. Rồi, đưa đây, đây, đây. Đó, bây giờ mình tặng quà gì tài lẻ của mình, làm bánh gì đó tặng cho em gái đi. Ủa, bánh làm luôn đó hả? Hay quá. Để có tặng. Tặng em này, bán anh cho. Dạ em cảm ơn. Rồi, tâm sự đi hai bạn, cảm nhận về nhau đi, trong lần đầu tiên gặp mặt mình thấy như thế nào? Anh nói trước đi. Cái tiêu chí của em đề ra thì anh không có được khoảng 100%. Mà nếu như mà có cơ hội được đi với nhau xa thì anh có thể hoàn thiện mình theo từng ngày. Dạ vâng. Nhưng mà em hay ghen lắm. Nhìn gái đẹp thì bình thường, em cũng nhìn gái đẹp, anh cũng nhìn gái đẹp. Nhưng mà quan trọng là người đẹp trong lòng của mình nhất là vẫn phải là hai đứa mình. Không ai có quyền cấm mình phải nhìn hết. Nhưng mà quan trọng là đừng có đi xa quá với cái vấn đề là nhìn thôi. Nếu như mà có nói chuyện thì cũng nói chuyện xã giao thôi. Ví dụ như tính chất công việc của em hay nóng tính, với lại em mà bực chuyện trong công ty là em hay dồn chút hết vào người yêu của em, thì anh có thấy là khó chịu không? Anh có thể làm em bớt được cái sự nóng tính đó thì anh sẵn sàng. Em hay giận vu vơ lắm. Lỗi không phải là của anh nhưng mà em cũng giận anh thì sao? Quan trọng là hai đứa ngồi lại nói chuyện với nhau. Tính em là anh mà sai là em không bao giờ cho anh giải thích. Thì không giải thích được ngày hôm nay thì quan niệm sao mình giải thích? Không có cơ hội để giải thích. Nếu sai như... là không có giải thích. Nếu như sai mà không có giải thích thì chia tay. Đúng rồi, sai là chỉ có chia tay chứ không có giải thích. Vậy đó. Kỳ vậy. Như sai nhưng mà mình phải cho người ta cơ hội để giải thích và cơ hội để sửa sai. Đúng rồi. Tại vì trước khi sai thì tại sao mình không thể chia sẻ với nhau trước khi cái vấn đề đã xảy ra? Trời ơi, con mà người để sai rồi mới được. Mà không sai được. Ví dụ bây giờ mình chưa về chung nhà thì làm sao mình giải thích được với nhau liền được? Thì công việc của anh nó đang có một cái vấn đề, ví dụ như em đang nhắn tin, ban đầu nói chuyện bình thường đi. Mà ngay lúc đó anh đang làm kỹ thuật phần mềm thì khi lúc đó khách vô đông quá anh không thể trả lời tin nhắn em được, và cũng không thể giải thích cho em được là không lẽ tại lúc đó khách đông anh không có nhắn tin cho em được. Thì ví dụ như lúc đó em không cho anh thời gian giải thích thì làm sao em biết được là anh đang trong tình trạng như thế nào? Em là người của công việc, em bận tới nó mà không trả lời bạn trai được, cái đó em hiểu được vấn đề đó. Nhưng mà ý em đang nói đây giống như là tại sao trước khi anh chở một cô gái đó anh không nói với em là hôm nay anh đi với cô gái đó như thế nào? Em mà thấy rồi thì thôi, kiểu như là sai không có giải thích. Vậy thì phải nói vô cái chủ đề ghen. Trong cuộc sống anh nói không được sai. Trời ơi, một ngày tôi sai 80 lần luôn. Ghen dữ lắm đó, chịu nổi không? Dạ cực kỳ ghen. Phụ nữ mà ghen thì bình thường, ghen dữ lắm thì mình cho một tí nước lạnh vô là nó hết là ghen thôi. Giờ em thích kiểu người lãng mạn thì sao? Cái đó lạnh dư rồi. Công việc của em á, nhiều khi em hay đi nhậu với lại sếp nè, với lại mấy anh đồng nghiệp nè. Thì nếu như mà trong trường hợp đó là vì công việc và nói chung là không có gì là quá cái giới hạn thôi thì cứ nhắn tin cho anh trước, nhưng mà đừng có gì trong cái cuộc nhậu, đừng có gì là làm quá lên thôi. Đâu có gì, là đi nhậu lỡ say thì lỡ nắm tay nắm chân thôi chứ có gì đâu mà. Cái đó sao lỡ được, cái đó thì say mình đâu có kiềm chế được bản thân sai đâu rồi, mà. Say không được giải thích, say là không được giải thích. Sai là không được giải thích đó. Chính xác. Thì được cái anh không biết nhậu. Anh không biết nhậu hả? Anh không biết nhậu. Anh em của em là ai? Nói chung là khi về làm kể nhà em đều phải biết nhậu. Mà từ từ quê em Sóc Trăng là nhậu mạnh lắm. Mẹ anh quê cũng Sóc Trăng. Ồ vậy hả? Vậy nhưng mà nếu như lỡ mình có đi đến hôn nhân thì anh sẽ làm gì để giúp cho cái gia đình của mình nó được tốt hơn? Một cái gia đình mà tốt là phải tốt từ gốc trước, cả hai đều tốt và đều yêu thương nhau. Nghĩ về một ngôi nhà thì chắc chắn gia đình nó sẽ hạnh phúc. Nếu đã xác định từ nhau cùng nhau đi từ đầu thì nên cùng nhau xây từng viên gạch. Hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau và nói cảm nhận của mình. Khi mà mở cánh cửa ra anh nhìn gặp được em thì anh cũng hơi run một tí. Cái mẫu người đàn ông của em thì nó hơi cao hơn với anh tí, nhưng mà đối với anh thì chỉ cần em gật đầu là cái gì anh cũng chịu. Dạ, nếu mình chịu đựng được nhau, nếu mình cùng nhau vượt qua thì sẽ là ổn thỏa thôi, đúng không? Anh thấy thế này, cuộc nói chuyện bây giờ cũng khá căng thẳng ha. Em gái nên bớt cái khó tính mình lại chút xíu. Chàng trai bên đây á, năng động, cũng nhanh nhạy, biết chịu đựng được hay không cái khó đó. Quan trọng mỗi người sẽ dìm bớt cái cá nhân, cá tính mình lại chút xíu thì mới ổn nha. Bây giờ chúng ta phải nhắm mắt lại, kiểm tra lại một lần nữa. Bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn nha. Bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn, như những gì anh Quỳnh Linh đã vừa mới nói. Không thích không sao cả. 1 2 3 Bên ngoài thì rất là xứng đôi đó, nhưng mà phải bớt cái tôi mình xuống một chút xíu. Lạc mềm buộc chặt, nhẹ nhàng mới giữ được chồng. Đây là chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn, đây là một cặp đồng hồ từ thương hiệu SR Nhật Bản. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton. Một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV rất tiện lợi. Con đường phía trước còn rất dài, hãy nắm tay nhau thật chặt để dìu nhau bước đi.
Còn bây giờ chúng ta sẽ đến cặp đôi thứ hai. Em yêu và đã từng kết hôn. Em yêu một người duy nhất và cũng là người chồng đã từng kết hôn với em. Kinh tế thì cũng chưa có được tốt lắm. Thời gian sau em phát hiện ra là anh có nhắn tin qua lại với bạn gái cũ. Em có hai mối tình, anh đối với mối tình cũng không được hợp lý quá. Chia tay cũng khá lâu. Nguyên nhân thì có lẽ là vợ em quá áp đặt. Cô ấy cũng phải thay đổi, có mối tình khác nên bọn em chia tay. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi em. Mời bạn nữ. Rồi, mời em rồi. Rồi, giới thiệu về mình đi em gái. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ, chào anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia ạ. Chào em. Em là Trần Thị Ngân ạ, em quê ở Bắc Ninh. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Em đang làm công việc gì? Dạ, em là giáo viên mầm non ạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Nếu mà theo giấy tờ thì em 29 tuổi, còn thực tế thì em là 30 tuổi rồi. 30? Wow, mà còn quá trẻ luôn. Mời bạn trai. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả và bạn nữ bên kia hàng rào. Mình tên là Đặng Hải Đảo, mình 33 tuổi. Tên dữ ta. Quá đặc biệt không anh? Đặc biệt. Đảo làm nghề gì? Em là công nhân sản xuất giày da ở Bình Dương ạ. Quê hương của mình là gói gọn trong hai câu thơ: Tháp 10 đẹp nhất Phong Sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Hai bạn hỏi coi gần nhau không? Em ở Dị An, còn anh ở đâu anh? Anh ở Thuận An em ạ. Thuận An à, cũng gần. Rồi vậy là được rồi ha, hẹn hò cũng dễ. Rồi ưu điểm khuyết điểm của em là gì Ngân? Chắc ưu điểm em cũng không có nhiều đâu. Thì cũng biết nấu ăn, công việc gia đình thì cũng biết làm hết. Khuyết điểm thì em như theo mẹ em thì cũng còn chưa có được gọn gàng lắm. Tại mẹ em rất là khó về cái vấn đề đó. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì Đảo ơi? Dạ, ưu điểm của em là có tính tự lập, yêu thích thể thao, âm nhạc và đọc sách. Thể thao thì em thích nhất là bóng đá, còn âm nhạc thì em thích hát nhạc trữ tình. Còn đọc sách thì em thích đọc lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, sách Đôi Môi và sách cả Conan nữa. Trời ơi, hay quá. Trữ tình hát bài nhạc, bài gì đâu, hát thử đoạn nghe coi Đảo. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không kịp mời. Đường chim trời đây đó bốn phương, đứa đầu nón giữa điên vượt suối. Nhớ mấy trời rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Em xin hát ạ. Rồi. Dễ thương. Bây giờ mình vô tới tình trường đi. Trong tình yêu thì em yêu và đã từng kết hôn. Dạ, em yêu một người duy nhất và cũng là người chồng đã từng kết hôn với em. Rồi mình kết hôn được bao lâu? Thời gian cũng không có nhiều chị. Khi bọn em yêu nhau từ hồi còn sinh viên á. Sau khi mà vừa ra trường cái là kết hôn. Rồi em về cũng sống chung với gia đình nhà chồng nữa. Rồi em có em bé luôn. Đây, kinh tế thì cũng chưa có được tốt lắm. Bé của em thì bé trai hay bé gái em? Đã, bé gái á. Bé gái. Anh cũng không có chia sẻ gì nhiều với em trong việc chăm sóc con ấy cả. Thời gian sau em phát hiện ra là anh có nhắn tin qua lại với bạn gái cũ á. Bây giờ là chia tay được bao lâu rồi? Chia tay được 3-4 năm rồi. 3-4 năm rồi. Là bây giờ có còn liên lạc, còn dính líu gì không? Giấy tờ là xong xuôi hết chưa? Dạ, xong xuôi hết từ lâu rồi chị. Bây giờ con gái là ở với em? Con gái thì ở với em. Anh ấy theo vẫn còn có chu cấp không? Có chu cấp theo quy định của tòa. Rồi, con gái bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ, con em được 5 tuổi rồi anh. Hôm nay mình đi có đem con theo không? Dạ, có. Bé gái ngồi dưới đó dạ, hả? Bé gái 5 tuổi rồi, dễ thương quá ha. Còn em, tình trường thế nào? Em có hai mối tình, trong đó một mối tình cũng đã pháp luật hợp pháp quá. Tức là kết hôn rồi luôn. Nhưng mà cũng đã chia tay cũng khá lâu, cũng đã 7 năm rồi. Mình có cháu nào chưa em? Chưa chị ạ. Chưa có. Lý do tại sao bạn chia tay với vợ mình? Nguyên nhân thì có lẽ là vợ em quá áp đặt. Cô ấy cũng đã thay đổi, có mối tình khác nên bọn em chia tay. Như là duyên nợ, không biết như thế nào nha. Nhưng có duyên đó, hai người cùng chung cảnh ngộ đó. Bây giờ chúng ta đang tìm một cái tương lai mới cho hai đứa nha. Em gái, em muốn tìm một người như thế nào để có thể vững tin hơn cái người đầu tiên? Về ngoại hình thì bình thường thôi anh ạ. Ưa nhìn là được, dễ nhìn là được. Còn quan trọng là tính cách. Rồi em muốn một người đàn ông phải trung thực,
chung thủy trong tình yêu và thật là nghiêm túc trong hôn nhân. Nói chung mình đã gãy đổ một lần thì mình cũng không đòi hỏi gì nhiều. Dạ, đúng rồi. Chỉ cần yêu thương mình và là dạ, yêu thương rồi. Cả con mình dạ, nữa, chăm sóc cho mình là đủ ha. Dạ, đúng rồi. Rồi, à, bạn trai, bây giờ em mong muốn tìm một người vợ tương lai mình như thế nào? Về ngoại hình thì em cần một người con gái cao khoảng 1m5 cho lên, có mái tóc dài, gương mặt phúc hậu, không cần xinh đẹp như Hiếu Kiều đâu nhưng cũng đừng có tệ như Hiếu Nở là được. Và tính cách thì siêng năng, thật thà, tốt bụng, có tinh thần cầu tiến, có ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống là được. Rồi. Bây giờ công việc của em là ổn định rồi đúng không em trai? Dạ ổn định ạ. Khi em nghe câu chuyện của bên bạn gái cái hoàn cảnh vậy thì em có ngại gì không? Không, em nghĩ mỗi người đều có một hoàn cảnh, một quá khứ. Ừ. Quan trọng là mình phải biết bỏ quá khứ và mình hướng đến tương lai. Vậy mình định lập nghiệp ở đâu? Em định lập nghiệp và sống lâu dài ở Bình Dương. Bình Dương. Nếu được thì bao giờ mình sẽ tiến tới hôn nhân nữa? Nếu được là cưới liền. Cưới liền. À, hiện tại là em đang sống với ai? Mình sống của mình. À, mình đã có được nhà riêng cho em hay mình chưa, đang ở trọ? Chưa, vẫn còn ở trọ. Em nhắm là em có thể thương con của vợ mình như con mình không? Nếu bạn gái mà cảm nhận được em thì em cũng sẽ thương con bạn gái như là con của em thôi. Rồi. Chị thì chị thấy cũng được đó. Để anh qua xem đàn gái thế nào rồi mình tính nha. Em chào anh. Chào em gái. Dạ. Dễ thương. Người ta nói đúng là hồng nhan thì bạc phận. Đúng là như vậy. Rất là dễ thương. Con gái, ôi sao buồn vậy con? Đang nhìn con kỹ chú bên đó đó. Con ngủ hả? À, cái công việc của em ổn định không em? Dạ em là giáo viên mầm non thì đang làm giáo viên của nhà nước nên là ổn định. Hy vọng rằng nếu mà hai người kết hợp với nhau phát triển kinh tế gia đình, yêu thương nhau là được rồi ha. Dạ. Quan trọng là lo cho cô con gái kìa. Vâng, đúng rồi anh. Rồi, đàn trai quá chịu. Rồi, vậy là vui rồi ha. Được. Bây giờ mình giao lưu với người thân đi, mình hỏi thêm ý kiến. Hôm nay thì em gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đến đây với anh trai, con gái, với cô hiệu trưởng và các bạn đồng nghiệp nữa. À, rồi, dạ. Bây giờ em muốn nghe ý kiến của ai nè? À, cho cô hiệu trưởng trước đi ạ. Dạ, dạ, mọi người chào cô ạ. À. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào cô. Xin chào chị Cát Tường. Cũng xin nói nè, ở trường thì còn ba cô là chưa có gia đình, thì cũng hứa với các cô là trước khi về hưu thì sẽ cố gắng để gả chồng cho các cô này, xong xuôi là sẽ đi về hưu. Mà cũng may lắm, hôm nay 53 tuổi rồi, còn có 2 năm mà còn tới ba cô lận, mà hôm nay nghe cổ mời đi cũng mừng lắm. Coi như là em trai bên này thì nói chung là nhìn qua cái phong cách bề ngoài thì thấy là cũng là thật thà, chân chất. Xin ý kiến của anh trai ạ. Em cũng chẳng muốn nói gì nhiều, nhưng nói mong sao là hai bạn là tìm hiểu cho thật kỹ. Đôi bên cùng đổ vỡ rồi thì nói chung là bây giờ mình làm sao để cho chín chắn hơn. Để mà đòi hỏi thì không có đòi hỏi gì hết á. Nói chung là sống tốt và trung thực, biết lo cho gia đình và đối nhân xử thế nội ngoại là tốt rồi. Dạ, à, cảm ơn anh. Anh. Rồi, bạn trai đi với ai? À, em đi với bà ngoại nuôi và một anh Cầm Hưng. Chào ngoại. Chào dạ, ngoại. Con chào bà ngoại ạ. Dạ cô dạ. Cô Quách Tường, chú Hoài Linh. Dạ, dạ. Ngoại. Hải Đảo thì nó ở nhà tổ tôi đã 6-7 năm rồi. Mà giờ thì cũng tánh tình dễ thương, cũng hiền hậu. Bây giờ nó cũng tôi thì tôi coi nó cũng như là con cháu, mà nó coi tôi thì nếu nội ngoại. Bây giờ tôi cũng đến đây rồi cũng mong cho hai đứa nó được hợp duyên, biến tới cuộc hôn nhân. Cô dâu tương lai bên này ngoại thấy làm sao? Cháu này nó cũng được, cũng dễ thương, cũng tính tình hiền hậu. Tôi cũng mong cho hai đứa nó biến tới cuộc hôn nhân, trăm năm hạnh phúc. Ông ngoại đâu rồi? Ông ngoại không còn. Vậy bữa nào con tìm ông ngoại cho bà ngoại nha. Dạ, dạ cảm ơn ngoại. Cảm ơn ngoại. Thôi bây giờ cho chúng ta bắt đầu mở rào nha. Hai mở hàng rào ha. Chào tiên gặp em, những món quà anh tặng em. Hy vọng làm sách. Dạ em cảm ơn. Em cũng chuẩn bị một món quà tặng anh. Đó là một hồ cá nhỏ thôi, với ba con cá nhỏ xinh. Có ý nghĩa là nếu như chúng mình đến được với nhau thì giống như những ba chú cá này, anh em và con gái của em có thể sống hạnh phúc. Cảm ơn em. Dạ, mốt về anh bỏ vô thêm hai con cá nữa. Hai con cá của em. Đúng rồi, hai con cá của em. Dạ, theo thời gian số lượng cá sẽ tăng lên. À, anh thích thể thao nên anh cũng tặng em.
một bộ đồ thể thao. Quay sau lưng nha em. Sau lưng là vừa đấy. Quay ra em. Quay sau lưng mặt nữa. Kia, mặt kia. Mặt kia kìa. À, bên này hả? À. Trời ơi, Messi hả? Thần tượng của anh hả? Để nói cái nghĩa của cái áo này. Vì đây là áo của đội tuyển Việt Nam. Còn Messi và số 10 là số áo của anh ấy, là thần tượng của anh. Còn chữ I love you là anh dành tặng cho em bữa hôm nay. Trời ơi, sao nó nhiều ý nghĩa quá vậy? Rồi, cảm ơn anh. Lần đầu tiên gặp anh, em có cảm nhận gì không? Nói chung là bên ngoài là quá chuẩn so với yêu cầu của em. Cảm ơn. Đối với anh thì anh rất là quan tâm bạn gái, nhất là cũng là vợ mình. Nhưng hôm nay được hẹn hò với em, được yêu với em thì quả là hạnh phúc với anh. Khi mà có bạn trai, em thích bạn trai mình dẫn đi chơi đâu không? Em cũng thích đi du lịch. Dạ. Yeah. Đi phượt không? Cũng thích hơi lãng mạn một xíu. Đi phượt ok luôn. Yeah. Như anh đã biết rồi đó, em đã kết hôn và có bé gái 5 tuổi rồi. Anh thấy có e ngại hay có vấn đề gì không? Không sao, tại vì anh đã, lúc nãy đã nói rồi, đó là quá khứ. Mình cứ nhìn quá khứ đó, mình cứ nhìn lại, mình càng đau khổ thì không bao giờ mình có hạnh phúc nữa. Anh có hút thuốc không anh? Không. Còn nhậu thì sao? Nhậu thì chỉ uống xã giao, thường là anh rút lắm. Bạn bè rủ hoài mình cũng không uống nữa. Nhiều khi nó cứ chơi đàn ông gì không biết hút thuốc, không hút nhậu nữa. Dạ, tại em cũng không thích đàn ông nhậu. Em có ngại anh là người ở quê miền Tây không? Người miền Tây thì theo em được biết, với em có bác ở đó, em cũng tiếp xúc nhiều là thường là họ rất là thật thà. Anh cũng nghĩ vậy đó. Mà cũng sống cũng hòa đồng nữa. Nếu hôm nay mình hẹn hò nhau thì khoảng một năm trở lại, anh nhất định sẽ làm một đám cưới cho em đó. Để cho em lấy lại hạnh phúc hơn mối tình đầu. Dạ. Em cũng muốn là anh biểu diễn cái thật tương bóng cho em coi với mọi người đây không? Dạ, anh biểu diễn cho mọi người cùng coi đấy. Em cũng muốn xem cái tài năng thể thao của anh như thế nào. Anh sợ lên đây cũng quá anh tưng không được. Coi có gì em bỏ qua cho anh nha. Dạ. Cho em làm lại cái nữa nha. Được rồi. Tại vì này khó. Được rồi đó. Cái tài lẻ thì giúp về chứng minh cho ấy. Quan trọng là chúng ta chứng minh được chúng ta yêu thương con của ấy là được rồi. Anh thấy đẹp cô gái rất là dễ thương ha. Nếu như mà mình hợp nhau thì cô ấy cũng sẽ là một trong những cái nơi để có thể chia sẻ với em tất cả mọi thứ. Chàng trai miền Tây cũng thật thà ha. Yeah. Em hy vọng là sẽ có một tình kết thúc có hậu trong buổi hôm nay. Yeah. Bây giờ trước khi chúng ta tiến hành bấm nút thì mình hãy nói tất cả những gì mình suy nghĩ về người đối diện. Em thấy cô ấy rất là xinh đẹp và dễ thương. Cảm thấy rất là thân thiện và gần gũi. Em hy vọng là cô ấy sẽ bấm nút chọn em hôm nay. Em có thích cô ấy không? Rất thích. Tim em có rung động không? Hình thích hả? Thật không? Thật mà. Thề đi. Em thề đó. Em gái muốn nói gì với chàng trai này? Nếu mà đến được với nhau thì hy vọng là anh sẽ chia sẻ với em mọi những vui buồn, khó khăn trong cuộc sống. Mẹ và anh trai là một chỗ dựa tinh thần rất là lớn đối với em từ trước đến giờ, cho em vượt qua rất là nhiều khó khăn. Nên là em hy vọng là anh sẽ là một chỗ dựa tinh thần thứ hai của em. Thôi chúng ta để tay vào nút bấm đi. Bây giờ vấn đề quan trọng là có chấp nhận hay không, có bấm nút hay không. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng em. Chúc mừng. Nào, để bóng đây đi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau đi nào. Nắm thật chặt nào. Cứng ngắc. Giữ tay thật chặt nha. Cố gắng. Em sẽ không bao giờ buồn nữa. Không bao giờ buồn nha. Hy vọng rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với hai bạn. Vậy cũng hy vọng là sớm nhận được tin vui từ hai em nha. Yeah. Đây là chiếc vé xem phim gặp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, yeah, cảm ơn chị. Và đây là một cặp đồng hồ thương hiệu SR chính hãng của Nhật Bản. Gửi tặng hai bạn. Một máy nước nóng với thương hiệu Senton gửi tặng hai bạn. Yeah. Và đây thêm một chiếc máy nước nóng nữa với thương hiệu là Atlantis với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Anh rất muốn cái phần quà này sẽ thuộc về các bạn. Phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân.
Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV rất tiện lợi. Con cầm micro lên đi con. Vui lên con. Con tên gì? Minh Thư. Minh Thư. Con có muốn mẹ lấy chồng không? Có. Có mà sao nhìn ở đâu bé còn quá nhỏ để cảm nhận tất cả mọi điều đó. Hy vọng rằng sắp tới thì con cũng sẽ có một người đồng hành để chia sẻ, đi dìu dắt con nha con gái nha. Chúc mọi điều may mắn, tốt đẹp và hạnh phúc sẽ đến với các bạn nha. Đây, em xin cảm ơn MC Quỳnh Linh. Chị Cát Tường đã cho em rất nhiều quà. Và đặc biệt là cho em một bạn gái rất là xinh đẹp như mẹ này. Đây, anh sẽ đem cá này xuống. Cảm ơn anh Quỳnh Linh. Em sẽ nuôi cho nó mập, thiệt mập luôn. Chúng ta vừa đến với giây phút rất là cảm động về cặp đôi đã một lần đò thưa quý vị. Nhìn họ mà mình cảm nhận rằng phải nói rất thương làm sao ấy và mong rằng tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Cặp đôi đầu tiên đã bấm nút, cặp đôi thứ hai cũng bấm nút. Vậy làm chúng ta đã trọn vẹn một ngày hôm nay với sứ mệnh kết đôi hai cặp đôi. Cảm ơn nhãn hàng UBC TV, đỉnh cao công nghệ Smart TV đã đồng hành với chúng tôi. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99,9 MHz. Và quý vị có thể theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò vào khung giờ rất quen thuộc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Cũng có thể theo dõi lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV. Và đừng quên nhấn subscribe. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Mọi người đánh giá em là hiền lành, chịu khó và không hút thuốc, không rượu chè. Em cũng thích người không hút thuốc, rượu chè. Như nãy bạn nói, như không có mùi cơ thể, ví dụ như có mùi thì phải tìm cách tiết chế để cho bị lộ. Trời ơi, những thứ đó. Điểm mạnh của em là lanh lẹo, hoạt bát. Khả năng nấu ăn thì cũng hơi ngon xíu. Nấu ăn những món cơ bản thì được. Những món nào khó khó thì từ từ em học. Rồi. À, hồi xưa giờ làm thì chưa có bị điện giật. Thử hôm nay nắm tay bạn gái thử coi. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.